Cuộc thi With Love trao tặng yêu thương. Ủa mà sao tự nhiên cô Mai gọi cho mẹ nói ngày mai con đi học ta? Mai chủ nhật mà sao Tôm đi học nhỉ? Đi học trường khác cơ. Không, trường Hồng Ân ấy. Sao cô Mai vừa điện cho mẹ bảo mai con ra trường Hồng Ân học? Vậy mai mẹ chở con ra lớp học nha. Không chứ. Sao vậy? Bởi vì ngày mai được nghỉ. Nhưng mà sao cô Mai bảo con đi học? Mẹ nói lại cho cô Mai biết đi. Mẹ nói làm sao? Mẹ nói là cô Mai ngày mai được nghỉ mà không cần đi học trường đó ở đâu. Nhưng mà chắc là có môn gì mới, bài học gì mới cần phải học chủ nhật đấy. Để mai mẹ chở con ra lớp nhá. Đúng. Vậy là mai con đi học trường Hồng Ân chứ gì? Chắc là vậy. Mẹ nói quá chỉnh. Nói làm sao? Mẹ nói làm sao? Mẹ nói quá chỉnh luôn. Quá xỉu luôn hả? Quá đúng. Quá đúng luôn là. Vậy hả? Vậy là mai không học tiếng Anh, học trường Hồng Ân nha. Dạ. Có vui không? Có. Vậy học trường Hồng Ân cũng được hả? Đúng. À, mai ngày nghỉ mà sao đi học ta? Chắc là ở đó có môn gì mới thì phải. Ừ. Vậy con có thích học trường Hồng Ân không? Mai chủ nhật con có thích đi học không? Có. Nhưng mà lúc nào ở chủ nhật con...